Tin Thế giới trưa ngày 6 tháng 8 Tổng thống Zelensky đưa ra một lập luận khác để công nhận Nga là một quốc gia khủng bố. Tổng thống Zelensky, Ukraine muốn xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với châu Phi, đặc biệt là về an ninh lương thực. Vệ tinh của Hoa Kỳ chụp ảnh 6 giờ một lần hỗ trợ cái nhìn toàn cảnh về việc triển khai quân sự của Nga. Khảo sát, hầu hết người Đức ủng hộ việc sử dụng năng lượng hạt nhân. Hai ông Trump lại giành chiến thắng tại bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở Arizona. Vụ thử tên lửa của Trung Quốc gần Đài Loan có thể thúc đẩy người dân Nhật Bản ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng. Phương Anh xin kính chào quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết tin thế giới trưa ngày 6 tháng 8 của ĐTN TV. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một thông điệp video vào tối ngày 5 tháng 8 đã lưu ý rằng Nga đã nã phá vào lãnh thổ của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hai lần một ngày, đã thực hiện một hành động khủng bố và Nga phải trả lời cho tội ác táo tợn này. Ông nói Nga phải chịu trách nhiệm về thực tế tạo ra mối đe dọa đối với nhà máy điện hạt nhân và đây không chỉ là một lập luận ủng hộ việc công nhận Nga là nhà nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố. Nó còn là một lập luận ủng hộ việc áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống lại toàn bộ ngành công nghiệp hạt nhân của Nga, từ Rosatom đến tất cả các công ty và cá nhân có liên quan. Đây hoàn toàn là vấn đề an ninh. Ai đó tạo ra mối đe dọa hạt nhân đối với các quốc gia khác chắc chắn không có khả năng sử dụng công nghệ hạt nhân một cách an toàn, ông nói thêm. Trước đó, IAEA thừa nhận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia bị quân đội Nga thu giữ hôm 4 tháng 3 đang hoạt động nhằm ngoài tầm kiểm soát. Đích thân người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yemak đã kêu gọi các chuyên gia của IAEA đến thị sát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Enegoda. Tổng thống Zelensky hôm thứ Năm ngày 4 tháng 8 nói rằng Ukraine đang thay đổi chính sách của mình đối với châu Phi khi nước này tìm cách mở rộng quan hệ với các nước châu Phi. Ông phát biểu, chúng tôi đang thay đổi chính sách này, chúng tôi muốn mở rộng mối quan hệ của mình, nó rất quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi cũng cố gắng tìm kiếm các lĩnh vực khác nhau để đầu tư. Tổng thống Zelensky cũng nói thêm rằng Ukraine đã sẵn sàng trở thành nước bảo đảm an ninh lương thực ở các nước châu Phi. Ông nói, tôi tin rằng lục địa châu Phi là vùng lãnh thổ bị đánh giá thấp, các quốc gia bị đánh giá thấp và cả tiềm năng của con người, bởi vì tôi biết khu vực và người dân của chúng tôi bị đánh giá thấp như thế nào. Và bây giờ do việc các cảng bị phong tỏa, cả thế giới đã thấy Ukraine làm được bao nhiêu và có thể làm được như thế nào. Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Somalia, Congo và Tanzania là các quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào lúa mì của Ukraine và Nga. Trong khi đó, Eritrea đã mua ngũ cốc độc quyền từ cả hai quốc gia này vào năm 2021. Tổng thống Ukraine cho biết đất nước của ông đã bắt đầu thay đổi cách tiếp cận với châu Phi trước khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu. Ukraine đã bổ nhiệm một đại diện đặc biệt của Ukraine cho Trung Đông và châu Phi. Ông Zelensky nói rằng chính sách ngoại giao của Ukraine trước đây đã quên mất châu Phi và Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba sẽ đến thăm các nước châu Phi vào mùa thu. Theo China News ngày 5 tháng 8, vệ tinh của Mỹ cứ 6 tiếng lại chụp ảnh trinh sát, qua đó có thể giúp thấy rõ việc Nga triển khai quân trên cầu Kherson, cũng có thể thấy rõ vị trí của mọi phương tiện bọc thép, cũng như chiếc cầu phao của Nga được ngụy trang bằng cành cây. Một số nhà phân tích nước ngoài cho rằng do Nga có quá ít vệ tinh quân sự nên việc truyền thông tin về chiến trường Nga-Ukraine phải mất 2 ngày. Hoa Kỳ có một số lượng lớn các vệ tinh do thám và thông tin chiến trường có thể được cập nhật cho phía Ukraine sau mỗi 6 giờ. Sự cạnh tranh về sức mạnh quân sự không chỉ là về hỏa lực và điều động các nền tảng vũ khí với súng lớn hơn và áo giáp tốt hơn, mà là về độ chính xác, ưu thế thông tin và khả năng mạng. Đây cũng là lý do tại sao quân đội Ukraine có thể chiến đấu với quân đội Nga lớn mạnh hơn trên tiền tuyến chỉ nhờ dựa vào hàng chục khẩu HIMARS và hàng chục khẩu pháo tự hành của phương Tây. Mặc dù phần lớn binh lính của quân đội Ukraine được huy động với chất lượng thấp, họ cũng thiếu vũ khí hạng nặng và không có uy thế trên không. Tuy nhiên, họ lại có thể dựa vào một số lượng nhỏ vũ khí tấn công chính xác cùng với sự hỗ trợ của tình báo vệ tinh để chống lại lực lượng chủ lực của quân đội Nga. Nếu không có sự hỗ trợ tình báo của Hoa Kỳ và sự hỗ trợ của các loại vũ khí tấn công chính xác như HIMARS, quân đội Nga có thể đã tiến đến sông Dnepr từ lâu và giành được vùng Nikolaev. Đại đa số cư dân Đức ủng hộ việc gia hạn thời hạn hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân của Đức và nhiều người ủng hộ việc xây dựng các lò phản ứng mới. Điều này được chứng minh bằng dữ liệu khảo sát do công ty Savvy thực hiện cho ấn phẩm Spiegel theo Ukraineform. Cụ thể, 78% số người được hỏi ủng hộ việc ba nhà máy hạt nhân Đức tiếp tục hoạt động cho đến mùa hè năm 2023, trong khi chúng sẽ được đóng cửa vào cuối năm nay. 67% người được hỏi ủng hộ việc những nhà máy điện hạt nhân này làm việc trong ít nhất 5 năm nữa và chỉ 27% dứt khoát từ chối một giải pháp như vậy cho vấn đề cung cấp năng lượng. Đồng thời, 41% số người được hỏi ủng hộ việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới, nhưng 52% phản đối. Khoảng 5.000 người đã tham gia cuộc khảo sát trực tuyến vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 8. Một ngày trước đó, lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Friedrich Metz và lãnh đạo Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo Markus Seder đã đến thăm nhà máy điện Isar II ở Bavaria. Lực lượng chính trị này ủng hộ việc kéo dài tuổi thọ của các lò phản ứng trong bối cảnh giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga, đặc biệt là khí đốt. Ông Zeder tin rằng việc sử dụng các nhà máy điện hạt nhân là giải pháp tốt hiện nay không chỉ trong mùa đông hứa hẹn khó khăn mà ít nhất là cho đến năm 2024. Ông Mas kêu gọi hạ viện nhanh chóng đưa ra quyết định về việc kéo dài tuổi thọ hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân hiện có. Thủ tướng Olaf Scholz hiện không ủng hộ điều này. Cựu người dẫn chương trình Fox News Carrie Leck đã chia tay sự nghiệp nhà báo và được cựu tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn làm ứng cử viên chính của đảng Cộng hòa cho chức thống đốc Arizona và được những người ủng hộ trung thành của ông Trump ủng hộ. Cuối cùng bà đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng. Bà Lech đánh bại cựu ứng cử viên Karen Taylor Robson do cựu phó tổng thống Mike Pence hậu thuẫn trong cuộc sơ tuyển, cho thấy ông Trump vẫn có ảnh hưởng trong đảng. Các ứng cử viên khác được ông Trump hậu thuẫn cũng đã thắng cử sơ bộ của đảng và nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này, họ sẽ nắm quyền ở các tiểu bang chiến trường trong cuộc bầu cử quan trọng trong tương lai. Người dân châu Á bị lãng quên vừa gây ra một cơn địa chấn chính trị bà Lech nói trong một tuyên bố sau chiến thắng đầu tiên của mình. Đảng Cộng Hòa hiện đang ở giai đoạn nước rút giữa nhiệm kỳ với một nhóm ứng cử viên thân cận với ông Trump. Bà Lech sẽ đối đầu với Ngoại trưởng Dân chủ Katie Hobbs trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Các ứng cử viên được Trump hậu thuẫn cho các thượng nghị sĩ, ngoại trưởng, tổng trưởng lý, hạ viện và các nhà lập pháp tiểu bang đều đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Nếu họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 này, các đồng minh của ông Trump sẽ nắm quyền tại các tiểu bang chiến trường bầu cử quan trọng khi Trump cân nhắc tái tranh cử Tổng thống năm 2024. Việc Trung Quốc bắn tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản sau chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi có thể sẽ thúc đẩy sự ủng hộ của công chúng đối với việc xây dựng quân đội nhằm mục đích phòng thủ chống lại nước láng giềng. Ngày 4 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Năm trong số 9 tên lửa đạn đạo do Trung Quốc phóng trong cuộc tập trận xung quanh Đài Loan được cho là đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Nhật Bản. Taro Kono, một nhà lập pháp cấp cao của Đảng Dân Chủ Tự Do, đồng thời là cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao, cho biết nó cho thấy rõ ràng rằng nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Đài Loan, chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi được hỏi liệu công chúng có ủng hộ chi tiêu quân sự cao hơn hay không, ông nói thêm, tình hình rõ ràng đã thay đổi ở Nhật Bản. Quốc phòng là một vấn đề gây chia rẽ ở đất nước này, các vụ phóng tên lửa chưa từng có của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản diễn ra khi chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida chuẩn bị công bố yêu cầu ngân sách quốc phòng nhằm tăng chi tiêu đáng kể. Kế hoạch chi tiêu sẽ được công bố sau một cuộc đại tu chính sách quốc phòng vào cuối năm, dự kiến sẽ bao gồm lời kêu gọi mua lại các loại vũ khí tầm xa hơn để chống lại Trung Quốc. Lo ngại về hoạt động quân sự của Trung Quốc trên các vùng biển và bầu trời xung quanh Đài Loan và Nhật Bản đã gia tăng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2. Nhật Bản lo ngại cuộc chiến tranh tạo tiền lệ cho Trung Quốc sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan mà Hoa Kỳ có thể không can thiệp trực tiếp để ngăn chặn. Đô đốc đã nghỉ hưu Katsutoshi Kawano, người từng giữ chức tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết, cán cân quân sự đã thay đổi rất nhiều xung quanh Đài Loan. Tôi hy vọng các cuộc thảo luận về ngân sách quốc phòng sẽ trở nên nghiêm túc. Trong một tuyên bố trước cuộc bầu cử lập pháp vào tháng trước, Đảng Dân Chủ Tự Do của Thủ tướng Kishida đã cam kết tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên 2% tổng sản phẩm quốc nội trong vòng 5 năm. Động thái này sẽ đưa Nhật Bản trở thành quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ ba thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thủ tướng Kishida đã hứa sẽ tăng chi tiêu quốc phòng về cơ bản, nhưng vẫn chưa cho biết bao nhiêu và nhanh như thế nào. Ông cũng từ chối cho biết liệu quá trình quân sự hóa của Nhật Bản sẽ được thanh toán bằng cách cắt giảm chi tiêu công ở những nơi khác, hay thông qua vay mượn hoặc kết hợp cả hai. Takashi Kawakami, giáo sư tại Đại học Takusoku của Nhật Bản ở Tokyo, cho biết vụ phóng tên lửa của Trung Quốc đã giúp thủ tướng Kishida có cơ hội làm rõ lập trường của mình, đặc biệt là đưa ra câu hỏi về mức độ phản ứng của Hoa Kỳ với cuộc khủng hoảng. Ông Kawakami nói, Nhật Bản rõ ràng cần cho thấy họ đã sẵn sàng chiến đấu. Trong cuộc khủng hoảng Đài Loan vào năm 1996, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận tên lửa để uy hiếp hòn đảo này nhưng quân đội Trung Quốc không thể ngăn cản Hoa Kỳ gửi chiến hạm, bao gồm cả một nhóm tấn công hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ qua eo biển Đài Loan. Kể từ đó, Trung Quốc đã tăng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 20 lần và có hàng trăm tên lửa đạn đạo có thể tấn công các mục tiêu ở rất xa. Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan hôm thứ Năm ngày 4 tháng 8 đã tuần tra biển Philippines ở Tây Thái Bình Dương trong các hoạt động theo lịch trình. Bonji Ohara, thành viên cấp cao của Tổ chức Hòa bình Sasakawa và là cựu tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Trung Quốc, cho biết đây là một quyết định chính trị của Hoa Kỳ để duy trì sự hiện diện trọng yếu đó. Ông nói, có một thực tế là hiện tại Trung Quốc là một cường quốc quân sự mạnh hơn. Nếu lực lượng này giống như năm 1996, Mỹ có thể đã ngăn chặn. Ông đề cập đến sự bùng nổ hoạt động quân sự của Trung Quốc trong tuần này. Thưa quý vị, mục tin thế giới trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Zepchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.